này thiện hiện biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo chẳng thể nhiếp thọ nếu biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo chẳng có thể nhiếp thọ thời chẳng nên biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo này thiện hiện quả dự lưu chẳng thể nhiếp thọ nếu quả dự lưu chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là quả dự lưu quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể nhiếp thọ nếu quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là quả nhất lai bất hoàn a la hán này thiện hiện quả vị độc giác chẳng thể nhiếp thọ nếu quả vị độc giác chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là quả vị độc giác này thiện hiện địa vị nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát chẳng thể nhiếp thọ nếu địa vị nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là địa vị nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát này thiện hiện việc nghiêm tịnh cõi phật chẳng thể nhiếp thọ nếu việc nghiêm tịnh cõi phật chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc nghiêm tịnh cõi phật này thiện hiện việc thành thục hữu tình chẳng thể nhiếp thọ nếu việc thành thục hữu tình chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc thành thục hữu tình này thiện hiện thần thông của bồ tát chẳng thể nhiếp thọ nếu thần thông của bồ tát chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thần thông của bồ tát này thiện hiện trí nhất thiết chẳng thể nhiếp thọ nếu trí nhất thiết chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng thể nhiếp thọ nếu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này thiện hiện việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục chẳng thể nhiếp thọ nếu việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục này thiện hiện pháp không quên mất chẳng thể nhiếp thọ nếu pháp không quên mất chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp không quên mất tánh luôn luôn xà chẳng thể nhiếp thọ nếu tánh luôn luôn xà chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tánh luôn luôn xà này thiện hiện tuổi thọ viên mãn chẳng thể nhiếp thọ nếu tuổi thọ viên mãn chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tuổi thọ viên mãn này thiện hiện chuyển pháp luân chẳng thể nhiếp thọ nếu chuyển pháp luân chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là chuyển pháp luân này thiện hiện chánh pháp tồn tại chẳng thể nhiếp thọ nếu chánh pháp tồn tại chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là chánh pháp tồn tại khi nói phẩm bồ tát an trụ ấy có một vạn hai ngàn đại bồ tát đắc vô sanh pháp nhẫn